Tập 37. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự giết vợ chạy trốn, và trên mạng đồn ầm cả lên. Công chúng vô cùng phẫn nộ. Nếu như anh không thể có chứng cứ rõ ràng chứng minh anh vô tội, thì anh vẫn phải bị giam trong cục. Chúng tôi đã mời viện kiểm sát vào cuộc trước thời hạn, phối hợp với chúng tôi điều tra lấy chứng cứ. Anh không muốn nói gì đó sao? Tôi tin tổ chức, cũng tin bản thân mình. Tin bản thân anh điều gì? Trực giác. Dậy đi, mặt trời lên cao rồi. Dậy phụ em làm việc nhanh lên, mãi mới có được một ngày nghỉ. Cho anh ngủ thêm chút đi. Anh dậy nhanh lên, phụ em làm việc, ngủ thêm tiếng nữa. Ngủ gì nữa, dậy nhanh lên, dậy phụ việc em, nhanh lên. Để anh ngủ xong rồi làm. Anh xem em đi dép rồi này, nhanh lên. Làm gì vậy? Nhanh đi, treo rèm cửa sổ kia lên. Em không dới tới. Mang thang lại đây. Em không tự treo được à? Em treo được thì cần gì anh? Em giữ thang hộ anh, đừng để anh ngã đấy. Không ngã được đâu. Anh đừng làm bẩn kẻo mất công em giặt đó. Sao anh vụng về thế? Em xem nào. Anh xuống đây em xem. Bị đụng đầu rồi. Có trầy xước gì không? Đang chủ nhật mà. Anh mau xuống đây đi. Bẩn rồi. Anh xem anh bị cảm nặng quá. Lại uống thuốc đi. Anh không uống thuốc. Nhanh lên. Sao cứ suốt ngày uống thuốc? Khẩn trương. Không uống. Nhanh lên. Để đó hai ngày là ổn mà. Uống thuốc làm gì chứ? Thuốc đắng giả tật. Đắng lắm. Anh không uống đâu. Đắng lắm. Nhanh lên uống hết đi. Uống hết. Em sợ anh lây em chứ gì? Anh lấy cho em. Làm sao vậy? Dậy đi, có da ở đâu không? Chị, giật cả mình. Chị còn tưởng ai? Chị ở trong phòng của bố làm gì? Không có gì, chị muốn tra một tài liệu luật ấy mà. Chị xem trong máy tính của bố có không? Thì không thấy. Được rồi. Hôm nay em phiền lòng quá. Giờ hay muốn nói với chị một chuyện. Qua phòng em đi. Nhà không có ai à? Đúng lúc bố về rồi, đi. Chị sẽ xuống ngay. Bố về rồi à? Bố ngồi đi, về rồi.
Bố, con đi rót cho bố cốc nước. Không khát, không cần rót đâu. Chị cũng ngồi đi. Sao thế? Chị ngồi xuống đã. Vừa đúng lúc, con muốn nói với hai người một chuyện. Chiều nay con vừa phỏng vấn xong ở nhà Mã Lực Hành. Hai người biết không, vợ anh Mã Lực Hành bị sát hại rồi. Ai cơ? Vợ của Mã Lực Hành. Hơn nữa, bây giờ Mã Lực Hành có hiềm nghi lớn nhất. Bây giờ chúng ta có thể tập trung vào ba khía cạnh. Thứ nhất, động cơ gây án của nghi phạm Mã Lực Hành khi giết hại vợ mình Lâm Bình là gì? Thứ hai, thời gian gây án. Thứ ba, bằng chứng tại hiện trường. Bây giờ chúng ta thảo luận. Trương Tiểu Ba, cậu tóm tắt lại những bằng chứng hiện có trước đi. Phản ứng của em cũng giống y như chị. Việc này vẫn đang trong quá trình điều tra. Nhưng giờ đầu óc em rối bời hết cả. Em không biết dạo này bị làm sao nữa. Lúc thì bảo Thiết Lực giết người, lúc thì lại bảo Mã Lực Hành giết vợ. Mà bây giờ mọi chuyện còn chưa điều tra rõ ràng. Trên mạng đã bắt đầu bàn tán trăm trang, truyền linh tinh hết cả. Nó đủ thứ chuyện. Em biết rõ con người anh Mã. Em không tin anh ấy sẽ giết người. Anh ấy là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, sao có thể chứ? Theo bằng chứng do phía công an cung cấp, đúng là Mã Lực Hành có hiềm nghi có mặt tại hiện trường. Trước khi rời khỏi nhà, Mã Lực Hành đã cãi giả với Lâm Bình. Đúng vậy. Nhân chứng là vợ chồng ông Lô ở tầng dưới. Bác Lô, hôm nay gọi bác đến đây là để hỏi bác vài chuyện. Bác hãy trả lời thành thật với chúng tôi, cũng đừng lo lắng. Rạng sáng hôm đó, bác nghe thấy tiếng cãi giả từ trên lầu lúc mấy giờ? 4:10. Sao bác nhớ rõ thế? Dựa theo lời khai của nhân chứng, ông bà Lô bị đánh thức bởi tiếng cãi giả từ trên lầu. Khi bà Lô xuống giường, vô tình làm rớt hỏng đồng hồ báo thức. Khi công an đến hỏi thăm, thời gian trên đồng hồ vẫn dừng ở thời điểm đó. Sớm thế, sao lại dính phải loại hàng sớm này chứ? Vậy sáng hôm đó Mã Lực Hành rời nhà vào lúc mấy giờ? Khoảng 10 phút sau, 4:20. Bố ơi, bố nói xem xã hội bây giờ bị làm sao vậy? Giao Giao à, con nghe bố nói này. Xã hội bây giờ lắm tin đồn thất thiệt, bạo lực mạng. Có những người chuyên thích bịa ra những chuyện giật gân để thu hút sự chú ý. Dần dần rồi con sẽ quen thôi. Đừng quan tâm đến nó. Vậy anh ấy mặc gì vào sáng hôm đó? Bác còn nhớ không? Màu xám trắng, áo màu xám trắng. Sao bác có thể nhớ rõ như vậy? Hàng xóm bao nhiêu năm rồi, tôi còn nhìn không rõ sao? Thời gian tử vong. Khi các đồng chí công an đến hiện trường vụ án, nhiệt độ thi thể là 24 độ C. Hiện trường không bật bất kỳ thiết bị làm mát nào. Dựa vào thời gian đông máu và thời gian đục giác mạc, có thể xác định khái quát thời gian Mã Lực Hành ở nhà trùng khớp với thời gian tử vong của vợ anh ấy Lâm Bình. Có thể chênh lệch trước sau khoảng nửa tiếng. Hung khí, con dao hiển thị trên màn hình có dấu chân tay của Mã Lực Hành. Mã Lực Hành nói con dao này luôn được đặt trên giá đàn piano trong nhà họ. Con dao này là do tôi tặng cho anh ấy. Có một câu hỏi. Nói. Nếu thực sự là Mã Lực Hành giết người, thì tại sao anh ấy giết người xong rồi khỏi hiện trường, rồi lại vội vã chạy về nhà? Tốt. Đây cũng là câu hỏi của tôi. Không chỉ có ngần này manh mối đâu nhỉ. Cao Kiếm, dựa trên bằng chứng tại hiện trường, cậu hãy trình bày phân tích và kết luận của mình đi. Được. Thứ nhất, theo những gì tôi biết về mối quan hệ giữa Mã Lực Hành và Lâm Bình vợ anh ấy, hai vợ chồng họ thường xảy ra cãi giả, mâu thuẫn trong cuộc sống thường ngày, nhưng không đến mức phải ra tay giết nhau. Thứ hai, Mã Lực Hành là cảnh sát hình sự thâm niên, dày dặn kinh nghiệm. Anh ta có đủ thời gian ra ngoài đến bệnh viện, chẳng lẽ lại không có thời gian xử lý áo dính máu sao?
Hơn nữa rõ ràng trên áo dính máu có dấu vết bị lau và thấm, không phù hợp với hình dạng bắn tung tóe, rõ ràng là giả mạo. Vì vậy, kết luận của tôi là không duyệt lệnh bắt giữ. Đã vậy thì nhanh chóng tìm kiếm bằng chứng về kẻ thứ ba gây án tại hiện trường. Được. Tiểu Ba, cậu liên hệ với đồng chí cục công an. Chúng ta tái hiện lại một lần tất cả hoạt động của Mã Lực Hành trong 24 giờ trước khi vụ án xảy ra. Ngoài ra, khám nghiệm lại hiện trường vụ án đầu tiên. Dân. Tiểu Hằng, sếp Cao, kiểm tra kỹ khu vực này. Dân. Lão Trác, sếp Cao, vị trí Mã Lực Hành bất ngờ bỏ chạy là ở đâu? Ở trên lầu. Đi, xem. Lúc đó sếp Mã ở vị trí này. Kiến trúc đối diện điều tra chưa? Điều tra rồi. Nhà nào cũng điều tra rồi. Dân. Trong đó ban công của một nhà có thể nhìn thẳng vào nhà sếp Mã. Bình nước mang đi khám nghiệm đi. Đi. Sếp Cao, chúng tôi tiến hành đối chiếu DNA của chai nước đó nhưng không phát hiện đối tượng khớp. Sếp Cao có phát hiện. Trên bệ qua có xương rồng bị gãy gai và trên xương rồng có vật dính giống lông tóc của người. Lập tức mang tóc trên xương rồng tiến hành đối chiếu với DNA trên chai nước. Mau, rõ. Khớp rồi, cục trưởng Triệu. Khớp gì? Chai nước và DNA đó khớp rồi. Đúng. Rốt cuộc là sao? Cục trưởng là như này. Chúng tôi phát hiện một chai nước trong căn nhà ở Đơn Nguyên, đối diện nhà sếp Mã. Thông qua đối chiếu DNA từ sợi tóc sót lại trên xương rồng và DNA trên chai nước, chúng tôi phát hiện đây là DNA của cùng một người và không phải của sếp Mã. Cục trưởng Triệu, có nghĩa là Đối Lâm Bình bị hại, có người thứ ba lẻn vào nhà Mã Lực Hành giết hại Lâm Bình. Địa điểm ẩn náu là ban công. Sau khi gây án, đi về theo đường cũ. Áo máu có lẽ là hung thủ cố ý ném vào thùng rác. Chứng cứ có tội đang bị nghi ngờ. Chứng cứ vô tội xuất hiện. Xem ra Mã Lực Hành nói ở cửa nhà nơi xảy ra vụ án, cậu ấy phát hiện có người âm thầm quan sát là đáng tin. Sở trưởng Cao, tôi phải đại diện cảnh sát cả cục, đặc biệt là Mã Lực Hành, cảm ơn anh. Tuy giờ vụ án đã rõ ràng, nhưng nguyên nhân gây ra vụ án này rốt cuộc là gì? Cần phải điều tra rõ. Từ quá trình phá án mà thấy, hung thủ từng theo dõi chi tiết hành tung của Mã Lực Hành. Vậy mục đích của hắn là gì?
sắp xếp chứng cứ, công bố kết quả điều tra tới toàn xã hội. Mã Lực Hành được phóng thích ngay lập tức. Bắt đầu làm việc. Rõ. Đừng đứng dậy, nghỉ một lát. Lần trước tôi từng nói với anh, tôi tìm thấy một thẻ SIM chưa bị đốt trong bát hương ở phòng sách của ông ấy. Tôi tìm tới một hacker phá giải thẻ SIM này, tìm ra tất cả lịch sử cuộc gọi. Có ba người liên hệ tới thẻ SIM này, nhưng một trong số đó đã chết rồi. Thẻ SIM đó có ba số điện thoại. Một là anh, một là Lâm Hòa Bùi, còn người nữa là Hoàng Thục Trinh. Hoàng Thục Trinh. Chúng ta tìm ra người này là được rồi. Người này chết mười mấy năm rồi, không điều tra được. Bây giờ tôi phải gửi thẻ SIM này cho Mã Lực Hành, anh ta sẽ điều tra ra. Được, tôi làm ngay. Còn có, đưa số điện thoại bàn gọi điện cho anh đây. Được, ở đây. Cái này. Chào anh. Là khách sạn La Ước sao? Không phải, đây là câu lạc bộ du thuyền ở bến tàu số 3. Anh gọi nhầm rồi sao? Của anh, trụ của anh. Nào, tôi thối tiền cho anh. Không cần. Tiền boa. Cảm ơn nhé. Cậu này, tôi hỏi thăm cậu chuyện này. Anh nói đi. Tôi có ông chú mắc chứng già đản trí, mấy ngày trước đi lạc mất. Tôi nhận cuộc gọi cuối cùng của ông ấy là gọi từ đây. Tôi muốn hỏi cậu có ấn tượng gì không? Không có. Cậu này, giúp đỡ đi, giúp đỡ đi. Thế anh đợi chút. Anh xem, là ông ấy sao? Có tiền. Hoa Kiều. Anh quen ông ấy không? Rốt cuộc anh làm gì thế? Cậu này, không giấu gì cậu, ông chủ này mấy ngày trước gọi điện cho tôi. Ông ấy ra biển, muốn tôi lái thuyền cho. Bao ngày qua rồi, không có tin tức gì. Cậu nói như tôi này, còn không tìm việc làm. Về nhà, vợ không cho tôi lên giường ngủ. Muốn tiếp cận người có tiền thì nói đi. Vì mưu sinh tìm chút việc làm cũng không phải chuyện mất mặt. Nhưng anh muốn lái thuyền cho ông ấy thì không có hy vọng gì. Bây giờ người ta đang học kìa. Cậu chắc chắn đây là ông chủ. Tôi cần tìm sao? Điện thoại đó ngoài cho khách VIP dùng gấp thì không ai gọi nữa. Thế này đi người anh em,
Tôi chụp bức ảnh cũng tiện. Về nhà ăn nói với chị dâu được không? Thế anh chụp đi. Cậu xem cái này. Diệp Long Ân. Lại là nạc danh. Quần chúng sức mạnh lớn. Công an sắp tất nghiệp rồi. Mang tới phòng kỹ thuật điều tra. Chủ số là ai? Rõ. Chị Tử Giao, lát nữa chúng ta đi chơi đi. Tử Giao, tối đi biển câu đêm không? Mọi người đi đi, tôi không đi đâu. Thế chúng tôi đi nhé. Hải Long đâu? Gần đây Hải Long không vui. Hay là chúng ta đi đi? Đi thôi. Thế chúng tôi đi đây. Đi nhé, chơi vui nhé, tạm biệt. Thiết Lực, bây giờ anh ở đâu? Em tin anh không giết người. Anh mau quay về nói rõ chuyện. Anh cứ trốn mãi cũng không phải cách. Em sẽ gánh giá cùng với anh. Thiết Lực, em không thể thiếu anh. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Tài xế, tới công viên Bách Lăng. Mẹ, Giao Giao tới thăm mẹ. Con nhớ, từ bé mẹ đã nói với con, đời người phải từ từ mà đi, mà đợi. Cuộc sống cũng phải chậm chậm trải nghiệm. Con muốn chậm chậm đợi được. Người con có thể phó thác cả đời. Con tưởng con đã gặp được người đó. Nhưng hiện thực căn bản không như thế. Con chưa từng nghĩ con sẽ hy sinh nhiều vì một người như thế. Chỉ cần anh ấy vui thì con sẽ vui. Chỉ cần anh ấy sống tốt thì con vui hơn ai hết. Nhưng con hy sinh nhiều như thế, tại sao anh ấy lại đối xử với con như vậy? Anh ấy ở đâu con cũng không biết. Mẹ nói cho con biết, con phải làm sao đây? Con thật sự rất yêu anh ấy, không thể sống thiếu anh ấy. Đội trưởng, đội trưởng, điều tra ra rồi. Số này đăng ký dưới tên của Thiết Vinh Quang. Thiết Vinh Quang, đúng. Trong danh sách liên lạc chỉ có 3 người. Một là người Thiết Vinh Quang thường liên lạc, tên Mã Minh Hồng. Còn một người là Lam Hòa Bùi. Người cuối cùng là một phụ nữ tên Hoàng Thục Trinh. Số điện thoại Thiết Vinh Quang đăng ký, Mã Minh Hồng này có thể là Mã Đao. Hoàng Thục Trinh là ai?
Hoàng Thục Trinh chết hơn 10 năm rồi. Tôi tốn bao công sức mới điều tra ra rốt cuộc là ai. Hoàng Thục Trinh là vợ của Diệp Long Ân. Diệp Long Ân, đúng. Đưa sim cho tôi. Đội trưởng, đội trưởng, anh nói Tiết Lực vẫn ở Giang Đông, hơn nữa còn gửi thẻ sim cho anh. Chúng tôi điều tra manh mối trên thẻ sim. Lâm Quả Bồi và Mã Đao đều là phạm nhân đang điều tra. Chỉ có người phụ nữ tên Hoàng Thục Trinh là người lạ. Hoàng Thục Trinh, nhìn biểu cảm của anh có vẻ rất quen với cái tên này. Vợ thầy tôi tên Hoàng Thục Trinh, là vợ của thầy Diệp Long Ân. Nhưng bà ấy đã qua đời rồi. Đúng, chính là vị phó thị trưởng Diệp này. Đây là người duy nhất phù hợp với điều kiện mà tôi tra ra được. Có thể nói chi tiết hơn không? Cao Kiếm, chúng tôi đã điều tra mối quan hệ giữa Diệp Long Ân và Hoàng Thục Trinh, cũng điều tra lý lịch của Diệp Long Ân. Thời gian ông ta làm phó thị trưởng, từng phá lệ đề bạt Lâm Hòa Bùi làm giám đốc của ngân hàng thương mại. Thị trưởng đề bạt giám đốc ngân hàng thì rất bình thường mà. Không bình thường đến vậy chứ. Trương Đạo Hoa từng tiến hành điều tra. Vợ của Lâm Hòa Bùi, Tô Mẫn, hàng trăm triệu quỹ từ công ty Thế Hòa biến mất, đều thông qua công ty Tô Mẫn đăng ký ở Hồng Kông, tên là công ty Hải Lực Phát chuyển qua nước ngoài. Tài khoản công ty Hải Lực Phát chuyển qua nước ngoài, đầu đuôi nối liền, chuyển khoản cho nhau. Điều này rõ ràng đang làm rối phương hướng trinh sát của chúng ta. Tất cả nguồn tiền cuối cùng chảy về một công ty khoáng sản ở hải ngoại. Như trùng hợp là Diệp Long Ân nhiều năm trước từng dẫn người đi khảo sát công ty này ở hải ngoại. Có tài liệu chi tiết hơn không? Vẫn đang trong quá trình điều tra thêm. Ông chủ đứng sau khu bính xăm là Lâm Hòa Bùi. Vậy ông chủ đứng sau Lâm Hòa Bùi là ai đây? Trước khi Lâm Hòa Bùi ra khỏi nhà, không hề đem theo đồ dùng cá nhân gì, căn bản không có dự định đi xa. Đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Người đi đâu rồi? Liệu có trở thành Tiết Vinh Quang thứ hai hay không? Nếu như Lâm Hòa Bùi bị hại thì hung thủ là ai? Ông chủ đứng sau là ai? Trong lòng anh chắc có dự đoán chứ. Chúng ta chỉ dựa vào suy đoán không có ích gì. Những chứng cứ anh nói xác thực không? Cao Kiếm, nói thật lòng, anh cảm thấy số chứng cứ này còn chưa đủ sao? Vậy tôi muốn gặp thầy của tôi một chút. Cao Kiếm à, hôm nay sao em lại nghĩ ra đến thăm thầy thế? Rất lâu rồi em chưa đến thăm thầy, chỉ là muốn đến xem. Giờ gần đây thầy thế nào, sức khỏe vẫn tốt chứ? Em nói xem, đến độ tuổi của các thầy còn có gì mà khỏe hay không nữa? Nói ra thực sự ngưỡng mộ người trẻ tuổi các em, sống rất rực rỡ. Thực ra em cảm thấy trạng thái hiện giờ của thầy rất tốt, bình dị, bình thản, yên tĩnh. Thầy này, việc của Khải Văn và Thiết Lực thầy biết rồi đúng không? Nghe nói rồi. Thầy là thầy giáo của bọn nó, không chỉ đúng đường cho hai đứa nó. Hổ thẹn. Thực ra phương hướng của mỗi người đều do bản thân tự nắm giữ. Có lựa chọn thế nào đều phải trả cái giá tương xứng. Hôm nay em đến có phải có việc gì không? Có việc thật. Nói, không giấu gì thầy. Gần đây có một vụ án làm em thấy rất tù. Em muốn xin ý kiến của thầy. Vụ án của viện kiểm sát tìm thầy thảo luận không phù hợp quy tắc nhỉ? Em muốn nghe ngóng từ thầy một người. Ai? Lâm Hòa Bùi. Biết người này. Trong lúc đọc tài liệu, bọn em phát hiện
Ông ta từng chung đơn vị với thầy. Có điều ông ta đã mất tích một thời gian. Bọn em cảm thấy rất kỳ lạ. Em mới muốn đến hỏi thầy xem có thể cung cấp manh mối gì không. Là vậy à? Lâm Hòa Bùi là giám đốc ngân hàng thương mại Giang Đông. Chúng tôi từng làm việc cùng đơn vị, có tiếp xúc công việc, không có quan hệ cá nhân. Đúng là rất trùng hợp. Bọn em vừa hay phát hiện, và lúc thầy đảm nhiệm chức vị phó thị trưởng, ông ta được phá cách đề bạt làm giám đốc ngân hàng thương mại. Việc này cũng có. Lâm Hòa Bồi lúc đó có bối cảnh từng đi du học, đem về một vài lý niệm tiên tiến. Lúc ấy chúng tôi đang tìm kiếm sự phát triển kinh tế nhanh chóng, phá luật đề bạt một vài nhân tài trẻ tuổi. Cậu ta là một trong số đó. Vậy ông ta chưa từng liên lạc riêng với thầy sao? Chưa. Bố, hôm nay đừng đi nữa. Vừa hay Giao Giao có nhà, ở lại ăn bữa cơm đi. Thôi ạ, không làm phiền thầy. Lần nào đến cũng muốn giữ em lại dùng cơm. Em vẫn còn rất nhiều việc, em đi đây ạ. Em đừng khách khí nhé. Em không khách khí, không khách khí. Vậy thầy không giữ em lại nữa. Dân, thầy cứ bận việc của mình. Giao Giao tiễn khách đi con. Dân, được rồi. Thầy về em đi đã. Bố có nhà à? Cao Kiếm vừa đi. Cao Kiếm đến đây làm gì? Không có việc gì, đến thăm bố thôi. Khốn nạn! Nào, bố sao thế ạ? Con chim này biết nói bậy, biết mắng người rồi, không giữ được rồi. Tìm một con khác vậy. Khốn nạn. Bố, bố định ra ngoài à? Lão cán bộ có buổi họp mặt, không thể miễn được uống rượu. Không biết mấy giờ có thể về nhà. Chăm sóc Giao Giao nhé. Lão Mã, trong tài khoản của Diệp Long Ân rút một khoản tiền lớn. Lúc nào? Ba ngày trước.
Tử Giao, lúc con nhìn thấy bức thư này, bố đã rời xa các con rồi. Tha thứ cho sự ích kỷ của bố, đi mà không từ biệt. Bố mãi mãi yêu các con. Chị, sao thế? Bố đâu? Bức ảnh này là sao? Trong này là ai? Chị không biết. Tại sao bố thân thiết với họ như vậy? Chị nói gì đi. Việc này rốt cuộc là sao? Đây là gia đình khác của bố phải không? Chị, ông ấy cứ vậy mà đi sao? Ông ấy không cần chúng ta nữa phải không? Có đúng không? Chị nói gì đi, chị nói đi. Chuyện này là sao? Bố, bố, chắc chắn là bố. Bố, bố, bố. Tử Giao, sao lại là các anh? Xếp mã, xếp mã. Điều tra được Diệp Long Ân một tuần trước mua một giấy bay đến Malaysia. Thời gian cất cánh là 10 giờ tối nay. 10 giờ. Cậu đến sân bay ngay. Phát hiện Diệp Long Ân nghĩ cách bắt giữ. Tuyệt đối không được để ông ta ra nước ngoài. Rõ rõ. Lão Mã, Diệp Long Ân đặt vé máy bay đi Malaysia. Cái gì? Malaysia? Đúng. Không trùng hợp vậy chứ. Cho dù ông ấy muốn bỏ trốn, cũng không thể làm quá rõ ràng như vậy được. Mà kệ thật hay giả, tôi đã cử người đến sân bay rồi. Thế này đi, đi đường bộ đường, đường thủy cũng tra xem. Anh sợ ông ta vượt biên trái phép đường biển. Không bài trừ khả năng này. Giám sát cả tàu ra biển. Được, biết rồi. Giữ liên lạc. Lão Trạch, xếp mã. Máy bay đã cất cánh rồi, nhưng Diệp Long Ân không lên máy bay. Biết rồi, mau về đi, có nhiệm vụ mới. Thiết Lực, không ngờ ông chủ đứng sau lại là thầy giáo của cậu. Giờ chúng ta nên làm thế nào? Tôi muốn dùng cách của tôi giải quyết chuyện này. Có lẽ không có đường lui. Tôi không muốn liên lụy đến ai hết. Thiết Lực, ở chỗ tôi chẳng có gì liên lụy hay không hết. Chúng ta nghĩ cách ngăn ông ta ra biển. Vậy anh giúp tôi điều tra rõ ràng trước, Diệp Long Ân ra biển vào lúc nào. Nghe ngóng được rồi.
Diệp Long Ân 2 giờ chiều nay ra biển